Bài học này hướng dẫn bạn các thao tác hết sức cơ bản khi bắt đầu làm việc với máy tính, bao gồm bật, tắt, khởi động lại máy tính, xem các thông tin cơ bản về máy tính, thay đổi ngày giờ, thay đổi cấu hình màn hình nền, cài đặt và gỡ phần mềm, soạn thảo văn bản. Chuột là thiết bị giúp bạn tương tác với máy tính một cách trực quan và dễ dàng thông qua các thao tác bấm phím trên bề mặt chuột. Chuột thường có hai phím bấm, phím phải và phím trái. Nhấp chuột là hành động bấm vào phím chuột. Khi nói nhấp chuột phải, có nghĩa là bấm phím chuột phải. Nhấp chuột trái có nghĩa là bấm phím chuột trái. Phím chuột trái là phím thường xuyên được sử dụng. Chẳng hạn, để chọn một cái gì đó, bạn nhấp chuột trái vào nó. Do vậy, khi nói nhấp chuột có nghĩa là nhấp chuột trái. Trong môi trường Windows, khi muốn thao tác trên đối tượng nào, trước tiên bạn cần chọn đối tượng đấy. Như vậy, nếu bạn muốn di chuyển biểu tượng trên màn hình nền, trước tiên bạn cần nhấp chuột để chọn nó, rồi sau đó mới sử dụng kỹ thuật kéo thả để di chuyển biểu tượng. Nhấp đút chuột là hành động nhấp chuột hai lần liên tiếp. Thời gian giữa hai lần nhấp càng ngắn càng tốt. Đôi khi bạn nhận thấy việc nhấp đút chuột không có tác dụng vì có thể bạn đã hơi di chuột giữa hai lần nhấp chuột. Do vậy, khi nhấp đút chuột, bạn cần chú ý giữ nguyên chuột giữa hai lần nhấp. Kéo thả một đối tượng có nghĩa là giữ đối tượng bằng chuột và kéo nó đến một vị trí mới. Kỹ thuật này có thể được áp dụng để di chuyển một biểu tượng từ vị trí này đến vị trí khác trên màn hình, hoặc kéo các tệp tin từ thư mục này sang thư mục khác. Để kéo và thả một đối tượng, trước tiên bạn cần phải nhấp chuột để chọn nó. Sau đó bạn giữ phím chuột, nghĩa là giữ phím ở trạng thái bấm, rồi di chuột đến vị trí khác. Thao tác này cũng giống như bạn di chuyển đối tượng bằng cách kéo thả. Chỉ khác là một bản sao của đối tượng được bạn kéo sẽ được đặt ở vị trí mới. Để sao chép, thay vì di chuyển, bạn giữ phím Ctrl khi kéo chuột. Khi muốn chọn một đối tượng, bạn nhấp chuột vào nó. Tuy nhiên, khi nhấp chuột vào đối tượng khác thì đối tượng đó được chọn, nhưng đối tượng trước đây không được chọn nữa. Muốn chọn nhiều đối tượng cùng lúc, bạn giữ phím Ctrl rồi nhấp chuột vào các đối tượng cần chọn. Khi nhấp chuột phải vào một đối tượng nào đó, bạn sẽ thấy một thực đơn bật lên chứa những mục liên quan trực tiếp đến đối tượng. Chẳng hạn, khi bạn nhấp chuột phải vào vùng trống trên màn hình nền, bạn sẽ thấy một thực đơn bật lên cho phép bạn thực hiện các lệnh tùy chỉnh màn hình nền. Như vậy, nếu dùng chuột phải, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian so với cách sử dụng thanh thực đơn. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được thiết kế để điều khiển thiết bị phần cứng, tệp tin và việc lưu trữ dữ liệu trên máy tính. Hiện nay, Microsoft Windows là loại hệ điều hành phổ biến nhất. Đây là hệ điều hành có giao diện người dùng đồ họa, cho phép người sử dụng thực thi tác vụ thông qua việc chọn và nhấp chuột vào các thành phần trên màn hình. Ban đầu, các hệ điều hành sử dụng giao diện dòng lệnh. Để thực hiện tác vụ, thay vì tương tác với giao diện đồ họa, người dùng phải nhớ và nhập lệnh. Microsoft đưa ra phiên bản hệ điều hành giao diện đồ họa đầu tiên, Windows 3.0, vào năm 1990. Sau đó, họ còn đưa ra một số phiên bản khác, bao gồm Windows 95, Windows 98, Windows ME và Windows XP. Trước khi khởi động máy tính, bạn cần chắc chắn rằng không có đĩa mềm trong ổ đĩa.
bạn bật công tắc nguồn, thường nằm ở mặt trước của máy tính, để khởi động máy. Bình thường thì sau khoảng vài giây, bạn sẽ thấy những dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Nếu không thấy gì, thì có thể công tắc nguồn của màn hình chưa bật. Để có thể sử dụng Windows XP, bạn phải đăng nhập hệ thống bằng cách cung cấp tên người dùng và mật khẩu. Điều này là cần thiết để đảm bảo tệp tin, thư mục và ứng dụng của bạn được bảo mật và người khác không thể truy nhập được. Trước khi tắt hoặc khởi động lại máy tính, bạn phải lưu tất cả những tệp tin đang làm việc và đóng tất cả những ứng dụng đang mở. Để tắt máy, bạn nhấp Start và chọn Turn off Computer. Khi hộp thoại Turn off Computer xuất hiện, bạn chọn nút Turn off. Khi muốn khởi động lại máy tính, nghĩa là tắt máy và bật lại, bạn chọn nút Restart. Để xem thông tin cơ bản của máy tính, bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer, sau đó chọn Property. Cửa sổ System Property hiện ra. Trên cửa sổ hiện ra các trang nhỏ. Nhấn vào thẻ nhỏ đầu trang để xem thông tin của từng trang nhỏ. General, Computer Name, Hardware. Trang nhỏ General cho bạn thấy những thông tin chung nhất của máy tính như hệ điều hành được cài đặt trên máy tính, thông tin đăng ký bản quyền, thông tin cơ bản về tài nguyên của máy tính, loại CPU, tốc độ CPU và dung lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Để thay đổi ngày giờ, bạn nhấp đúp chuột vào biểu tượng đồng hồ ở góc phải phía dưới của màn hình. Hộp thoại Date and Time Properties xuất hiện cho bạn biết ngày giờ hiện tại của hệ thống. Bạn có thể thay đổi giờ bằng cách nhập giờ mới, thay đổi ngày tháng bằng cách chọn ngày tháng mới. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi múi giờ bằng cách chọn thẻ Time Zone. Nếu máy tính của bạn kết nối Internet, bạn có thể đồng bộ thời gian trên máy tính của bạn với thời gian của máy chủ giờ trên Internet thông qua thẻ Internet Time. Màn hình nền Desktop là màn hình chính của Windows. Trên đó chứa các biểu tượng để bạn có thể nhanh chóng thực thi công việc. Windows XP cho phép bạn tùy chỉnh các thuộc tính của màn hình nền theo ý thích. Bạn nhấp chuột phải vào vùng trống trên màn hình nền. Chọn Properties. Hộp thoại Display Properties xuất hiện với thẻ thêm được chọn mặc định. Trên thẻ này, bạn có thể thay đổi thêm để áp dụng cho nền, biểu tượng, âm thanh và một số phần tử khác. Bạn có thể thay đổi ảnh hoặc hiệu ứng cho màn hình nền thông qua thẻ Desktop. Thẻ Screensaver cho phép bạn chọn kiểu Screensaver sẽ xuất hiện trên màn hình nếu máy tính của bạn không có hoạt động gì trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này làm tiết kiệm điện năng khi máy tính của bạn bật nhưng không sử dụng. Bạn có thể thay đổi hình dáng của màn hình, chẳng hạn như loại cửa sổ, màu sắc và phông chữ, thông qua thẻ Appearance. Cuối cùng, bạn có thể thay đổi độ phân giải của màn hình thông qua thẻ Settings. Hiện nay, phần lớn các chương trình ứng dụng đều được cung cấp thông qua đĩa CD. Để cài đặt chương trình trên đĩa CD, bạn cho đĩa vào ổ đĩa và chương trình cài đặt sẽ tự động chạy. Trong quá trình cài đặt, bạn cần làm theo những yêu cầu của chương trình cài đặt. Chẳng hạn, bạn phải nhập CD key hay nhấp Next. Bạn có thể gỡ bỏ chương trình bằng tiện ích Uninstall thông qua thực đơn Start. Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng cho phép thực hiện điều này.
Cách thông dụng nhất để bạn gỡ bỏ phần mềm là sử dụng tiện ích Add or Remove Programs trong cửa sổ Control Panel. Bạn nhấp đúc chuột vào nút Start, chọn Settings, chọn Control Panel để mở cửa sổ Control Panel. Chọn tiện ích Add or Remove Programs. Khi cửa sổ Add or Remove Programs xuất hiện, bạn chọn chương trình cần gỡ, rồi nhấp nút Remove. Bàn phím là thiết bị chính cho phép bạn nhập dữ liệu vào văn bản. Hiện nay, chúng ta thường sử dụng loại bàn phím 101 hoặc 102 phím. Các phím được chia thành các nhóm. Nhóm các phím ký tự, dùng để nhập chữ cái và dấu như dấu phẩy, dấu chấm, ngoặc kép, lớn hơn, nhỏ hơn. Nhóm các phím số, dùng để nhập chữ số và ký hiệu, chẳng hạn ký hiệu tiền tệ, ký hiệu phần trăm. Nhóm các phím chức năng, gồm các phím từ F1 đến F12. Nhóm phím hỗ trợ, gồm Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock, Enter, Tab, Home, End, Page Up, Page Down. Windows cung cấp một số chương trình soạn thảo văn bản, trong đó WordPad là một chương trình thường được sử dụng. Để mở WordPad, bạn nhấp chuột vào nút Start, chọn Programs, chọn Accessories, rồi chọn WordPad. Cửa sổ WordPad xuất hiện cho phép bạn nhập nội dung văn bản. Khi soạn thảo xong, bạn mở thực đơn File, chọn mục Save As để lưu văn bản vào đĩa cứng. Khi hộp thoại Save As xuất hiện, bạn đặt tên cho tệp tài liệu rồi nhấp Save. Tiếng Việt có một số ký tự đặc biệt và hệ thống dấu thanh không có trong tiếng Anh. Do đó, để có thể soạn thảo một văn bản bằng tiếng Việt, cần có phương pháp mã hóa những ký tự này. Hiện nay, có nhiều bộ mã tiếng Việt khác nhau đi kèm với chúng là những bộ phông chữ tương ứng. Trên màn hình hiển thị một số bộ mã và phông chữ thông dụng. UniKey là một bộ gõ tiếng Việt được sử dụng khá phổ biến. Để cài đặt bộ gõ này, bạn truy nhập vào website www.uniKey.org để tải phần mềm về và tự cài đặt theo hướng dẫn của chương trình. Khi cài đặt xong, biểu tượng UniKey sẽ xuất hiện trên màn hình nền. Để khởi động, bạn nhấp đúp vào biểu tượng UniKey. Khi hộp thoại UniKey xuất hiện, bạn chọn bảng mã trong ô bảng mã và kiểu gõ trong ô kiểu gõ. Hiện nay, bảng mã và kiểu gõ được sử dụng phổ biến nhất là Unicode và Telex. Đây cũng chính là bảng mã và kiểu gõ mặc định của UniKey. Bạn cũng có thể chọn tổ hợp phím được sử dụng để chuyển đổi giữa chế độ gõ tiếng Anh và tiếng Việt. Chẳng hạn, bạn chọn tổ hợp phím Alt-Z. Khi chọn lựa xong, bạn nhấp nút Đóng. Lúc này, trên thanh tác vụ của Windows xuất hiện biểu tượng của chương trình UniKey. Biểu tượng chữ V cho biết bạn đang ở chế độ gõ tiếng Việt. Chữ E cho biết bạn đang ở chế độ tiếng Anh. Để chuyển đổi giữa hai chế độ, bạn dùng tổ hợp phím đã chọn ở phần trên hoặc nhấp chuột vào biểu tượng UniKey trên thanh tác vụ. Màn hình nền là cửa sổ đầu tiên của hệ điều hành Windows dành cho người sử dụng. Người dùng ra lệnh cho hệ điều hành bằng cách thao tác với biểu tượng. Bài học này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về biểu tượng, cửa sổ và các thao tác trên chúng. Bài học gồm những nội dung sau. Các biểu tượng phổ biến trên màn hình nền. Chọn và di chuyển biểu tượng. Mở tệp tin, thư mục và ứng dụng từ màn hình nền. Các thành phần khác nhau của cửa sổ. Đóng, di chuyển và thay đổi kích thước cửa sổ. Di chuyển giữa các cửa sổ. Biểu tượng là một hình ảnh nhỏ được sử dụng khắp nơi trong Windows để biểu hiện ứng dụng phần mềm, tệp dữ liệu, thư mục,
cũng như các tài nguyên phần cứng và công cụ. Các biểu tượng xuất hiện trên màn hình nền, trong thực đơn và trong ứng dụng. Một số biểu tượng biểu hiện các đối tượng thật, chẳng hạn chương trình hoặc tệp dữ liệu, trong khi một số biểu tượng chỉ là lối tắt tới đối tượng. Khi bạn chạy Windows XP lần đầu, thì My Documents, My Computer and My Network Place và Internet Explorer là những biểu tượng mặc định xuất hiện bên phía trái của màn hình nền. Biểu tượng Recycle Bin, thùng rác, sẽ xuất hiện bên góc phải phía dưới của màn hình nền. Thùng rác này lưu tạm thời những nội dung bạn đã xóa. Bạn có thể thay đổi hình dáng màn hình nền bằng cách thêm tệp tin, thư mục và các lối tắt ứng dụng. Có 5 loại biểu tượng khác nhau, bạn hãy di chuột trên các biểu tượng được khoanh vuông để biết thêm thông tin. Để chọn biểu tượng, bạn di chuột đến biểu tượng và nhấp chuột. Khi biểu tượng được chọn, nó sẽ đổi màu. Để di chuyển biểu tượng, bạn chọn biểu tượng, giữ phím chuột trái, rồi kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn. Bạn có thể mở một biểu tượng bất kỳ bằng cách nhấp đúp chuột vào biểu tượng. Giả sử bạn muốn mở biểu tượng giấy mời, bạn di chuột đến biểu tượng và nhấp đúp chuột vào nó. Khi mở biểu tượng, cả tài liệu và chương trình tạo tài liệu, trong trường hợp này là Microsoft Word, cùng được mở. Khi bạn mở biểu tượng, nội dung của nó sẽ xuất hiện bên trong một cửa sổ. Các hệ điều hành trước đây chỉ cho phép người dùng làm việc với một cửa sổ tại một thời điểm. Nếu bạn muốn sử dụng một chương trình khác, thì bạn phải đóng chương trình đang sử dụng. Hệ điều hành Windows XP và phần lớn các hệ điều hành khác của Microsoft cho phép bạn làm việc với nhiều chương trình tại một thời điểm. Mỗi chương trình chạy trên một cửa sổ riêng biệt. Các cửa sổ có thể có các thành phần khác nhau tùy thuộc vào loại chương trình, tệp tin và thư mục nó hiển thị. Tuy nhiên, chúng đều có một số thành phần cơ bản giống nhau. Thanh tiêu đề hiển thị biểu tượng, tiêu đề của cửa sổ và các nút thay đổi kích thước và đóng cửa sổ. Thanh thực đơn cho phép bạn truy nhập tới mọi đặc tính mà chương trình hoặc cửa sổ cung cấp. Mỗi thực đơn có nhiều mục để bạn lựa chọn. Các thanh công cụ cho phép bạn truy nhập dễ dàng đến những mục thực đơn được sử dụng thường xuyên nhất. Thanh công cụ chỉ là tùy chọn và bạn có thể tắt chúng. Thanh trạng thái nằm ở đáy của cửa sổ và sẽ khác nhau đối với các chương trình và cửa sổ khác nhau. Nó hiển thị thông tin về chương trình và tệp tin mà bạn đang làm việc. Các thanh cuộn sẽ xuất hiện nếu có nội dung bị che khuất. Bạn có thể kéo các thanh cuộn này để xem những nội dung bị khuất. Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khi làm việc với cửa sổ, bao gồm mở rộng và thu nhỏ cửa sổ, thay đổi kích thước cửa sổ, di chuyển cửa sổ, chuyển giữa các cửa sổ và đóng cửa sổ. Để mở rộng cửa sổ, bạn nhấp nút Maximize. Lúc này, cửa sổ sẽ chiếm toàn bộ màn hình và nút Maximize được chuyển thành nút Restore. Nếu bạn nhấp nút Restore, cửa sổ sẽ quay trở về kích thước trước đây. Bạn có thể ẩn cửa sổ để làm việc với các cửa sổ khác bằng cách nhấp nút Minimize. Lúc này, cửa sổ trở thành một nút trên thanh tác vụ. Tất cả các cửa sổ bạn đang mở sẽ có một nút trên thanh tác vụ. Để di chuyển giữa các cửa sổ, bạn chỉ cần nhấp chuột vào nút cửa sổ trên thanh tác vụ, hoặc bạn có thể dùng tổ hợp phím Alt+Tab. Khi đã kết thúc công việc, bạn có thể đóng cửa sổ bằng cách nhấp nút Close
hoặc bấm tổ hợp phím Alt F4. Nếu bạn chưa lưu tài liệu, hệ điều hành sẽ hỏi bạn có lưu tài liệu hay không trước khi đóng cửa sổ. Bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ bằng cách di chuột đến các đường biên và góc của cửa sổ. Khi hình dáng chuột đổi thành mũi tên hai chiều thì bạn nhấp và kéo chuột. Để thay đổi kích thước cửa sổ, bạn nhấp chuột vào thanh tiêu đề rồi di chuột tới vị trí mới. Trong hệ điều hành Windows, tệp tin là đối tượng chứa dữ liệu, thư mục là đối tượng để lưu giữ, sắp xếp tệp tin thành một hệ thống phân cấp có tính chặt chẽ và tiện dụng khi tìm kiếm. Bài học này giúp bạn nắm vững những khái niệm về tệp tin và thư mục, cách tổ chức và quản lý chúng trong hệ điều hành Windows. Nội dung bài học bao gồm các khái niệm về ổ cứng, thư mục và tệp tin, các thao tác đối với tệp tin và thư mục, quản lý tệp tin và thư mục, tìm kiếm tệp tin và thư mục, nén, giải nén tệp tin và thư mục. Khái niệm ổ đĩa vật lý là khái niệm chỉ tới một thiết bị lưu trữ dữ liệu cụ thể như là ổ đĩa cứng, hard disk, được lắp đặt trong máy tính của bạn. Để có thể quản lý ổ đĩa cứng của bạn trong các công việc như lưu trữ tài liệu, cài đặt hệ điều hành hay format ổ đĩa, bạn có thể phân tách ổ đĩa thành nhiều phần riêng biệt. Ví dụ như bạn có thể phân tách ổ đĩa của bạn thành ổ C và ổ D. Lúc này bạn có thể quản lý, cài đặt, format hai phần ổ cứng của bạn như hai ổ cứng riêng biệt. Hai ổ C và D được gọi là ổ đĩa logic. Tệp tin là đối tượng chứa dữ liệu. Chẳng hạn văn bản khi nhập vào máy tính được lưu thành tệp tin để sau này có thể mở ra xem lại, chỉnh sửa hoặc in ấn. Tên tệp tin bao gồm hai phần: tên tệp tin và kiểu tệp tin. Hai phần này được phân tách bởi dấu chấm. Kiểu tệp tin là thông tin quan trọng giúp hệ điều hành thực hiện đúng yêu cầu của tệp tin. Ví dụ, nếu bạn nhấp đốt chuột vào tên tệp tin giấy mời.doc thì hệ điều hành có thể hiểu là sử dụng chương trình Microsoft Word để mở tệp tin này. Để lưu giữ, sắp xếp tệp tin thành một hệ thống phân cấp có tính chặt chẽ và tiện dùng khi tìm kiếm, Windows XP cho phép người sử dụng xây dựng thư mục theo cách thức. Ổ đĩa cứng logic được xác định là thư mục gốc. Có thể tạo nhiều thư mục con trong thư mục. Tệp tin phải được chứa trong một thư mục. Windows Explorer cho phép bạn khám phá mọi khía cạnh của hệ thống theo cái nhìn phân cấp. Để mở chương trình này, bạn nhấp Start, chọn Programs, chọn Accessories và chọn Windows Explorer. Cửa sổ Windows Explorer được chia thành hai phần. Phía bên trái hiển thị cấu trúc cây thư mục và phía phải hiển thị nội dung cụ thể của thư mục. Windows Explorer cho phép bạn hiển thị và sắp xếp thư mục và tệp tin theo nhiều cách. Bạn nhấp nút Views trên thanh công cụ để truy nhập tới những tùy chọn hiển thị sẵn có. Nếu bạn chọn Tab Names, Windows Explorer sẽ hiển thị các ảnh mà thư mục chứa bên trong biểu tượng thư mục. Do vậy, bạn dễ dàng nhận diện được nội dung của thư mục. Nếu bạn chọn Tiles, Windows Explorer sẽ hiển thị tệp tin và thư mục dưới dạng biểu tượng. Biểu tượng này to hơn biểu tượng trong cách nhìn Icons. Thông tin sắp xếp bạn chọn được hiển thị bên dưới tên tệp tin và thư mục. Nếu bạn chọn Icons, Windows Explorer sẽ hiển thị tệp tin và thư mục dưới dạng biểu tượng. Tuy nhiên,
thông tin sắp xếp không được hiển thị. Nếu bạn chọn List, Windows Explorer sẽ hiển thị nội dung thư mục dưới dạng danh sách. Cách hiển thị này phù hợp với những thư mục chứa nhiều tệp tin. Cách hiển thị Detail hiển thị nội dung thư mục dưới dạng danh sách chi tiết, bao gồm các thông tin như tên, loại, kích thước, ngày sửa đổi. Bạn có thể sắp xếp tệp tin và thư mục theo nhiều cách, bao gồm theo tên, theo kích thước, theo loại và theo ngày sửa đổi. Để sắp xếp, bạn mở thực đơn View, chọn mục Arrange Icons By, hoặc nhấp chuột phải vào vùng trống trong ô nội dung, rồi chọn Arrange Icons By. Để xem và thay đổi các thuộc tính của tệp tin, bạn nhấp chuột phải vào tệp tin, rồi chọn Properties. Hộp thoại Properties xuất hiện, cung cấp cho bạn các thông tin về tệp tin như tên, loại, ứng dụng mở tệp tin, vị trí, kích thước, ngày tạo, ngày sửa đổi, ngày truy nhập và thuộc tính. Bạn có thể thay đổi tên tệp tin bằng cách nhập tên mới vào ô tên tệp tin. Thay đổi ứng dụng sẽ mở tệp tin bằng cách chọn nút Change. Bạn cũng có thể thay đổi thuộc tính chỉ đọc Read Only và ẩn Hidden của tệp tin. Nếu bạn chọn Read Only thì bạn chỉ có thể xem nội dung tệp tin mà không có quyền sửa đổi hay xóa tệp tin. Bạn cũng có thể chọn Hidden để ẩn tệp tin, chẳng hạn các tệp hệ thống, để người dùng khác không xóa và thay đổi chúng. Để đổi tên tệp tin, bạn nhấp chuột vào tệp tin, chọn lệnh Rename this file trong ô tác vụ, nhập tên mới cho tệp tin và bấm Enter. Bạn cũng có thể đổi tên cho tệp tin bằng cách nhấp chuột phải vào tệp tin, rồi chọn Rename, hoặc chọn tệp tin, rồi bấm phím F2. Ở chế độ mặc định, Windows XP không hiển thị phần mở rộng của tệp tin. Do vậy, khi bạn thay đổi tên, bạn thường không cần gõ phần mở rộng. Tuy nhiên, khi phần mở rộng được hiển thị, bạn phải chú ý không thay đổi nó vì có thể Windows không nhận diện được phần mở rộng bạn mới nhập vào và do đó không biết dùng chương trình nào để mở tệp tin. Bạn có thể tạo, xóa và đổi tên thư mục. Bạn cũng có thể tạo thư mục con bên trong thư mục và di chuyển tệp tin từ thư mục này tới thư mục khác. Để tạo thư mục, bạn mở thực đơn File, chọn New và chọn Folder. Hệ điều hành sẽ đặt tên mặc định cho thư mục là New Folder. Tên thư mục tự động được chọn để bạn nhập tên cho thư mục nếu không muốn dùng tên mặc định. Bạn cũng có thể tạo thư mục mới bằng cách nhấp chuột phải và chọn mục New Folder. Hoặc chọn lệnh Make a New Folder trong ô tác vụ. Sau khi tạo, bạn có thể đổi tên thư mục, cách làm giống như đổi tên tệp tin. Bạn cũng có thể tạo các thư mục con trong thư mục. Muốn vậy, bạn nhấp đúp chuột vào thư mục để vào bên trong thư mục. Sau đó, bạn thực hiện thao tác tạo thư mục mới như đã hướng dẫn ở trên. Để hiển thị cây thư mục, bạn chọn nút Folders trên thanh công cụ. Bạn có thể xem thông tin về thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục, rồi chọn Properties. Hộp thoại Properties xuất hiện với thẻ
General hiển thị các thông tin như tên, vị trí, kích thước, số lượng tệp tin và thư mục con, ngày tạo và các thuộc tính chỉ đọc và ẩn. Khi không nhớ vị trí tệp tin hoặc thư mục, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm chúng. Bạn nhấp chuột vào nút Search trên thanh công cụ. Trong ô Search Companion có rất nhiều tùy chọn tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm tất cả các loại tệp tin, bao gồm tệp tài liệu, hình ảnh và âm thanh. Để nhanh chóng, bạn có thể giới hạn việc tìm kiếm bên trong một thư mục hoặc ổ đĩa cụ thể. Giả sử bạn nhấp chuột vào tùy chọn Documents để tìm các tệp tài liệu. Khi đó, một danh sách các tiêu chuẩn được hiển thị. Bạn chọn mục Within the last week để tìm những tài liệu đã được thay đổi trong vòng một tuần, rồi nhấp nút Search. Sau khoảng vài giây, danh sách các tài liệu thỏa mãn điều kiện được hiển thị. Để tìm chính xác hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác như tìm theo tên hoặc một phần tên tệp tin, tìm theo nội dung tài liệu hoặc tìm tại một vị trí cụ thể. Trong quá trình làm việc, đôi khi bạn muốn di chuyển hoặc sao chép tệp tin và thư mục từ vị trí này tới vị trí khác. Điều này được Windows XP hỗ trợ một cách hết sức linh hoạt. Nó cho phép bạn di chuyển hoặc sao chép một tệp tin, nhiều tệp tin và thậm chí là toàn bộ thư mục cùng lúc. Để di chuyển tệp tin hoặc thư mục, bạn nhấp chuột phải vào tệp tin hoặc thư mục rồi chọn Cắt. Tiếp theo, bạn mở thư mục đích, nhấp chuột phải rồi chọn Paste. Để sao chép, bạn dùng chức năng Copy thay vì dùng chức năng Cut. Trong trường hợp bạn muốn di chuyển hoặc sao chép đồng thời nhiều tệp tin và thư mục, bạn cần biết cách chọn đồng thời nhiều tệp tin và thư mục. Để chọn nhiều tệp tin và thư mục liên tục nhau, bạn nhấp chuột vào tệp tin hoặc thư mục đầu tiên, giữ phím Shift, rồi nhấp chuột vào tệp tin hoặc thư mục cuối cùng. Bạn cũng có thể nhấp và kéo chuột trên những tệp tin và thư mục cần chọn. Để chọn nhiều tệp tin hoặc thư mục rời rạc, bạn giữ phím Ctrl, rồi nhấp chuột vào từng tệp tin và thư mục cần chọn. Để chọn tất cả các tệp tin và thư mục, bạn mở thực đơn Edit, chọn mục Select All, hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl A. Để tiết kiệm dung lượng đĩa, bạn cần thường xuyên xóa những tệp tin và thư mục không cần thiết nữa. Giả sử bạn muốn xóa tệp tin giấy mời chấm đốc, bạn nhấp chuột phải vào tệp tin này rồi chọn Delete. Hệ điều hành sẽ hỏi lại để xác nhận xem bạn có thực sự muốn xóa tệp tin này hay không. Bạn chọn Yes để xóa tệp tin. Khi tệp tin được xóa, nó không còn xuất hiện trong thư mục nữa. Tuy nhiên, tệp tin này chưa bị mất hẳn và nó được chuyển vào trong thùng rác. Do vậy, trong trường hợp bạn vô tình xóa một tệp tin nào đó, bạn có thể khôi phục lại. Giả sử bạn muốn khôi phục tệp giấy mời chấm đốc vừa xóa, bạn nhấp chuột vào mục Recycle Bin để mở thùng rác. Nhấp chuột phải vào giấy mời chấm đốc rồi chọn Restore. Khi được khôi phục, tệp tin sẽ trở về đúng thư mục trước đây chứa nó. Việc xóa và khôi phục thư mục cũng được làm tương tự như đối với tệp tin. Bạn có thể nén các tệp tin thành một tệp tin có kích thước nhỏ hơn tổng kích thước của các tệp tin. Nhưng khi giải nén thì bạn lại được các tệp tin ban đầu
mà không bị mất dữ liệu. Điều này đặc biệt có ích khi bạn tiến hành trao đổi dữ liệu qua mạng Internet, nhất là đối với những đường truyền Internet tốc độ thấp. Phần này, bạn sẽ học cách nén và giải nén tệp tin và thư mục bằng chương trình WinRAR. Để nén tệp tin và thư mục, bạn nhấp chuột phải vào tệp tin và thư mục cần nén, chọn Add to Archive. Khi hộp thoại Archive Name and Property xuất hiện, bạn nhập tên cho tập nén vào ô Archive Name, chọn kiểu tệp nén trong ô Archive Format, rồi nhấp OK. Để giải nén, bạn nhấp chuột phải vào tệp tin cần giải nén, rồi chọn Extract Here. Máy in là một thiết bị ngoại vi cho phép bạn in các tài liệu trên máy tính ra giấy. Bài học này hướng dẫn bạn cài đặt máy in và in tài liệu. Nội dung bài học bao gồm: cài đặt máy in, chia sẻ máy in, in tài liệu. Để cài đặt thông tin của máy in, sau khi đã kết nối máy in với máy tính, bạn nhấn vào nút Start, vào phần Setting, nhấn vào Control Panel. Trên cửa sổ Control Panel, bạn nhấn đúp vào biểu tượng Printer and Fax. Khi cửa sổ Printer and Fax hiện ra, bạn nhấn chuột phải vào phần trống của cửa sổ đó và chọn Add Printer. Khi thủ tục Add Printer hiện ra, bạn nhấn vào nút Next. Cửa sổ tiếp theo của thủ tục hiện ra cho phép bạn hai lựa chọn. Bạn chọn Local Printer Attached to this Computer nếu máy in đã kết nối trực tiếp vào máy tính này. Bạn chọn A Network Printer or a Printer Attached to another Computer nếu máy in kết nối với máy tính khác trong mạng cục bộ. Máy tính của bạn có thể cài đặt đồng thời nhiều máy in và bạn có thể chọn in trên máy nào tùy thích. Tuy nhiên, nếu bạn không yêu cầu thì hệ điều hành sẽ tự động in trên một máy in đặc biệt, đó chính là máy in mặc định. Máy in mặc định được bạn quy định trong quá trình cài đặt và bạn cũng có thể thay đổi khi muốn. Bạn nhấp nút Start, chọn Settings và chọn Printers and Fax để mở cửa sổ Printers and Fax. Trong cửa sổ này, bạn sẽ thấy danh sách các máy in đã được cài đặt. Máy in mặc định được đánh dấu bằng dấu tích. Để thay đổi máy in mặc định, bạn nhấp chuột phải vào máy in, rồi chọn Set as Default Printer. Nếu máy tính của bạn nối mạng cục bộ, bạn có thể chia sẻ máy in để các người dùng khác có thể sử dụng. Bạn nhấp nút Start, chọn Settings, chọn Printers and Fax. Khi cửa sổ Printers and Fax xuất hiện, nhấp chuột phải vào máy in muốn chia sẻ và chọn Sharing. Trong hộp thoại vừa xuất hiện, bạn chọn Share this printer, đặt tên cho máy in chia sẻ, rồi nhấp OK. Thông thường, bạn in tài liệu từ một ứng dụng nào đó, chẳng hạn Microsoft Word. Để in tài liệu, cách đơn giản nhất là nhấp chuột vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ. Nếu muốn điều khiển một số tùy chọn in, chẳng hạn số lượng bản in, bạn chọn lệnh Print trong thực đơn File. Bạn có thể theo dõi quá trình in bằng cách nhấp đút chuột vào biểu tượng máy in trên thanh tác vụ. Thông qua cửa sổ Printer Manager, bạn có thể tạm dừng
khởi động lại hoặc hủy bỏ tiến trình in. Bạn nhấp chuột phải vào tiến trình in rồi chọn các mục Pause, Restart và Cancel tương ứng.